Theo thống kê từ các bản tin COVID-19 sáng, trưa và tối 3 tháng 7 của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận số ca COVID-19 kỷ lục với 922 ca. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận kỷ lục chưa từng có trong ngày với 714 bệnh nhân. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 5.754 bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố kể từ khi dịch bệnh xuất hiện. 714 ca COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố vào ngày 3 tháng 7 là các ca bệnh từ bệnh nhân 18.146 đến bệnh nhân 18.360, từ bệnh nhân 18.433 đến bệnh nhân 18.582, từ bệnh nhân 18.591 đến bệnh nhân 18.689 và từ bệnh nhân 18.794 đến bệnh nhân 19.043. Trong đó, 608 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 106 ca đang điều tra dịch tễ. Cập nhật số liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến hết ngày 30 tháng 6, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 104% so với chỉ tiêu được giao là 806.000 liều. Về kết quả xét nghiệm điều tra, truy vết, mở rộng xét nghiệm, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 2 tháng 7 năm 2021, qua rà soát số liệu đã lấy 1.533.704 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó, các trường hợp F1 là 26.444 mẫu, trong đó 25.946 mẫu âm tính, 498 mẫu chờ kết quả. Các trường hợp F2 là 214.717 mẫu, trong đó 192.843 mẫu âm tính, 21.874 mẫu đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm là 1.292.543 mẫu, trong đó 963.661 mẫu âm tính, 328.882 mẫu đang chờ kết quả. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.